rất là đẹp nhưng mà cũng không đẹp lắm tại vì nó vẫn còn hơi lạnh. Thì mùa đông mà lúc nào nó cũng lạnh lạnh vậy chứ không có cái ngày nào mà nó perfect hết. Thì Vân sẽ dẫn các bạn xuống phố dạo một vòng để coi thành phố Vân ở có gì thú vị không thì mời các bạn theo chân mình nhé. Thì Vân cảm ơn các bạn rất nhiều đã coi video này và Vân sẽ hẹn gặp các bạn trong những video tới. Thank you.